Kính thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và hầu hết các ca nhiễm đều có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, đó là từ 0 giờ ngày 12 tháng 7, thành phố Cần Thơ giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng quận Ninh Kiều và Cái Răng theo chỉ thị số 16. Như vậy, đến nay thì các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, đó là Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, riêng thành phố Cần Thơ giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 15. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình diễn tiến của dịch bệnh COVID-19 cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Sóc Trăng. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.